Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về vị tướng điêu thuyền. Ok, thì mình sẽ vào trang bị cho mọi người cùng xem luôn nhá. Đây thì điêu thuyền thì mình trang bị cho nó như sau. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị cho nó đó là cái phượng hoàng lệ, thứ hai là giày phù thủy, trượng băng, rồi gươm hiền triết, trượng hỗn mang, và món cuối cùng sẽ là mặt nạ Berit. Chứ giời ơi, mặt nạ Berit mới chịu cơ. Ok, thì mình sẽ đi đánh hàng luôn. Thì nói chung là hôm nay là ngày cũng 13 rồi, chuẩn bị tới Trung Thu rồi. Hôm nay mình sẽ cùng với cả điêu thuyền sẽ đi tặng lồng đèn cho các bạn ở bên kia nhá. Ok. Nói chung là gần Trung Thu rồi, mình cũng phải làm việc tốt đi chứ. Đi tặng luôn. Đấy, người ta gọi là đi tặng đi cho nó. Đây, điêu thuyền của mình đây. Úi dồi ôi. Đấy, thì tí nữa thì mình sẽ vào trận và mình sẽ tặng bên kia. Úi dồi, em cứ nhảy múa thế này làm lòng anh nao nức. Trời ơi, sao mà chịu nổi đây. Tuyệt vời, tuyệt đẹp. Nhưng mà cái mặt không đẹp cho lắm, thật sự luôn. Ở trong hình thì đẹp hết, cái mặt ở bên ngoài xấu thế này không biết nữa cái gì. Cái tướng thì ok, men. Nhưng mà cái mặt thì xấu quá. Úi dồi ôi, sẽ năm đổi gì. Tớ đi, tớ đi, tớ làm việc điều thiện mà. Trời ơi, người ta đi làm việc tốt cũng không cho là sao. Trung Thu sắp tới rồi bạn ơi, chúng mình phải đi làm những việc tốt, như đi tặng những cái lồng đèn cho những bạn ở trái bên kia. Đấy, những bạn ấy không có điều kiện thì mình phải tặng thôi, đúng không? Bên ngoài tặng không được thì mình vào bên trong mình tặng, bên trong game mình tặng có làm sao. Ok. Thì Trung Thu sắp tới rồi, hy vọng thì mọi người cũng giống mình nhá, chơi điêu thuyền nhiều nhiều một chút. Đấy. Đấy, thì điêu thuyền thì có cái nội thì cái đó là cái nội tại sao ấy nhỉ? Cái gì em mà không biết nữa. Thì nội tại sao ấy? Thì nó có cái lồng đèn ấy, khi mà mình tung chiêu chúng một cái là có cái lồng đèn ở bên trên cái đầu ấy, giống như là mình cầm cái lồng đèn ấy. Ôi giời ơi, nó đẹp. Lồng đèn màu trắng nhá. Đấy, để ý kỹ nó còn chớp chớp nữa cơ, có đèn ở bên trong luôn đấy, kinh lắm. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ gặp ai đây? Gặp ai đây? Correct à? Correct hay là ai đây? Ôi tem hai rừng bên kia, hai rừng này, ai biết ai là mít bây giờ, chắc là Correct đi mít quá. Correct hay Zuka gì đấy? Than thì chắc là không rồi. Ủa, bên kia thông thạo S kìa, ba bạn thông thạo S vàng chóe luôn. Có con mắt ở giữa luôn mới kinh chứ. Bên mình thì chỉ có A thôi. Bên mình cũng có bạn Hindu cũng có con mắt ở giữa luôn kìa. Úi dồi ôi, mấy cái bạn có con mắt là mấy bạn ở bên Ấn Độ mới qua đấy. Không có mắt thì làm mà thì là người Việt Nam còn mới có cái mắt ở giữa chán đấy. Thấy không? Úi dồi ôi, cái điểm thông thạo có con mắt luôn. Ghê. Ok, úi dồi ôi, lồng đèn đây. Mình sẽ đi làm, hôm nay mình sẽ đi làm việc thiện nhá. Đấy, nói thế cho nó máu lửa. Điều thiện tết tướng và cờ. Tớ tết tướng nhưng mà tớ đi làm việc thiện mà. Tớ đi tặng lồng đèn cho mấy bạn bên kia mà. Ok, thì đu solo. Ngon. Đâu rồi, mới đầu trận cái đã. Ái chà chà. Mới vào là tặng cái đã. Đâu rồi. Có lồng đèn thế này mà vào lấy đi bạn ơi. Trời ơi, mấy bạn bên kia là trẻ em mà. Mình phải gọi là tặng một nhiệt tình. Đấy. Ai mà thích chỉ cần lao đến gần đây cái là cho lồng đèn vào mặt ngay. Đấy, lồng đèn mà che hết cả cái bản thân luôn ấy. Úi giời ơi, con quái này nó không có được tặng đâu. Chỉ có tặng người được thôi chứ. Quái làm gì mà biết Trung Thu đúng không? Mấy con quái vật thì biết cái gì đâu cơ chứ. Rồi ok. Úi dồi ôi, bạn lại lôi tớ vào à. Rồi lại muốn lồng đèn đúng không? Đây, được rồi, anh cứ bình tĩnh. Em sẽ cho anh ngay thôi. Anh không có việc gì mà phải lôi em vào làm gì hết. Đây, lồng đèn nhiều chưa? Úi dồi ôi, nó cứ chớp kìa. Ơi, đứng lại anh ơi. Thế lồng đèn gì kìa, sao đây em cho. Sao chạy thế nhở? Đúng rồi, kéo cả băng cả đà lên. Đúng rồi, có tốc biến ở đây, sợ cái gì nó. Đúng rồi, nó lại lôi vào kìa. Để lôi em không lôi. Úi dồi ôi, lồng đèn nhiều quá, cảm ơn mình đi chứ. Quá trời lồng đèn luôn, hai ba cái lồng đèn luôn kìa. Ở đây, ngon. Úi dồi, Violet cũng cầm lồng đèn chơi nữa hả bạn? Lớn rồi, tay cầm súng rồi cũng đòi lồng đèn nữa sao? Nhưng mà nếu bạn thích thì mình cho. Có gì đâu mà phải căng ấy chứ. Lớn thì lớn chứ, mình trở về tuổi thơ mấy hồi đúng không? Cho một vé đi về trở về tuổi thơ đấy. Ngon. Có khi nào mình đi qua đây Nakaroth nó lại lao tới nó đòi lồng đèn không ta? Nakaroth thì gọi là kẻ phán xét rồi. Phán xét mà đi đòi lồng đèn của mấy anh nhỏ chíu chíu nhờ Greg à. Mấy anh ngụm bự ý. Đây, lồng đèn của em này anh ơi. Ái chà chà, anh này anh không thích à? Đây, được chưa? Lồng đèn ngon chưa?
ngon lành cành đào chưa? Úi giời ơi, đã tặng lồng đèn là tặng cho thêm một cái nhà băng nữa. Chỗ đóng băng ơi, bậy rồi. Làm gì đấy anh Tham? Anh Tham đẹp trai, phải cả đẹp trai luôn ấy. Ôi, điên à? Ta lấy lồng đèn đã chơi rồi về rồi đi chứ. Nè, sao đây? Bậy rồi. Lấy lồng đèn thì lấy nha, đừng có ăn con rồng nha. Rồi mình sẽ trời chiều mình cãi con rồng này. Đấy này, đây, rồi coi hết được con rồng luôn. Mà là không phải mình, mua rét. Bạn mua bạn rét xong rồi. Bạn ấy lụm lúa được cái con rồng luôn rồi. Ngon 4-0 luôn rồi đấy, thì mình hiện tại đang rất là xanh luôn. Chứ được 4 mạng luôn. Kính qua. Thì cái con này thì nghe nói là được tăng giáp. Mình cũng rất là ít chơi con này, đem ra cũng không có tìm hiểu cho lắm. Đấy, nghe đây là vị tướng Liêu Thiền nhá, vợ của Lữ Bố. Nhưng mà trận này thì Lữ Bố bị đau chân nên ở nhà để Liêu Thiền đi ra đánh trận một mình. Đấy, không phải đánh trận một mình mà mình đi làm việc tốt. Đây, Liêu Thiền đây. Lồng đèn đây này. Ây, có ai ăn lồng đèn không? Có lấy lồng đèn không? Úi giời, sao đây mình tặng cho luôn. Miễn phí. Khuyến mãi thêm được cái gọi là hàn băng trưởng. Đấy, vừa được tặng lồng đèn còn được khuyến mãi thêm hàn băng trưởng nữa. Đấy, nếu mà lấy thì lấy hết luôn đi. Này, đây. Á chà chà. Ôi, chết chết em rồi. Úi giời ơi, chết em rồi. Mấy anh ơi, từ từ bình tĩnh thôi. Trời ơi, chưa kịp tặng mà. Ủa ôi, chưa kịp trưởng ra cái hàn băng khói. Thế mà chết queo luôn rồi. Cố gắng lên nào. Úi giời, anh nhắc rốt, anh lao vào mạnh mẽ quá. Anh kêu nãy giờ chưa tặng anh ý một cái gọi là lồng đèn trung thu nào để chung vui với cả các em. Ok, bình tĩnh, tí nữa thì em sẽ cho anh nguyên cái lồng đèn vào mặt. Cũng như là một trưởng của hàn băng. Úi giời ơi, phê pha chưa. Thì cái con này thì chỉ cần mình sử dụng combo của nó này, chiêu 2, chiêu 1, xong rồi chiêu 2 cái là đóng băng, một cái là chiêu cuối nào. Úi giời ơi, đừng có hỏi, một phít chín luôn đi, kinh lắm. Nhưng mà sử dụng chiêu 2 hơi khó một chút, người ta biết né mà. Đâu không phải ai cũng dễ dàng mà muốn cho mình đóng băng đâu. Rồi, chiêu 2 này. Đây, dính trưởng. Úi giời, ngon. Đấy, cái nội tại con này khi mà dính cái chiêu 2 của... khi mà bị... dính cái lồng đèn ấy thì nó sẽ tăng cộng thêm khi mà nó tăng sát thương phép lên nhá. Còn cái nội tại chiêu 2 của nó chỉ cần đóng băng một cái thôi là bắt đầu. Úi giời ôi, một phát chiêu cuối chết luôn ấy, kinh lắm, mạnh cực kỳ luôn. Nhưng mà nó này có cái nhược điểm của nó cực kỳ là khó chịu, đó là cái chế nó không có chiêu gì chạy hết, bắt là chết rồi. Mà khi nó đang sử dụng chiêu cuối thì nó được tăng 600 giáp ấy, nhưng mà người ta vào hất tung hay làm choáng một cái là mất chiêu cuối ngay. Vì thế nên con này chơi cũng phải đứng đằng sau đồng đội mình, nói là chính rồi. Ê, bậy rồi, đông quá hỏi là mình phải tốc biến luôn đấy. Lôi cái gì, bình tĩnh, em sẽ cho anh lồng đèn ngay đây. Đây, lồng đèn sao rồi? Này thì lồng đèn này, ui dồi ôi, hên thế. Xém ra đóng băng rồi, mình chọn chiêu cuối là ngon rồi đấy. Xùi quá ha, đứng xa quá, gần tí nữa là chết hết rồi. Này, đóng băng này, đấy, đóng băng luôn. Lồng đèn anh ơi, lồng đèn. Ui dồi, Violet cũng đòi lồng đèn á. Ngon nhờ, này. Nè, Nakarot đứng đây này, cho bạn đóng băng luôn chơi. Này thì hổ báo này. Ấy, sao lại không bị đóng băng nhỉ? Rồi xong, Violet chết rồi đấy. Đó, biết ngay mà. Bạn cứ thấy mình, bạn cứ ham hố lao vào. Nhưng mà thật sự ra nói yêu đi thuyền thủ rất là yếu. Nói vậy thôi chứ Nakarot nó còn một hit rồi chết à. Coi mình là thính này. Thả thính anh ơi. Trời ơi, thính thơm thế này cơ mà. Hàng hóa sexy thế này mà không bay vào à. Úi trời ơi, anh này BD chắc luôn rồi đấy. Đấy, Liêu Thuyền còn có nửa cây máu nhỏ, đứng sát bờ biên ngang thả thính như thế không thèm lao vào đấy. Người gì mà tỉnh như ruồi vậy, xúc nó, đúng rồi, xúc nó luôn, ngại cái gì nó, dứt điểm nó luôn. Anh ơi, lòng em đang chơi vơi nhưng nhiều thường bảo đảm meta vụt chao. Trời ơi, team mình Murat xanh quá, 5-0 luôn rồi kìa. Rồi, có chuối. Trời ơi, em chưa kịp tặng lồng đèn, anh đây đã về miền cực lạc rồi, xa xôi. Làm sao mà sống được bây giờ, ái chà chà. Này thì đứng lại cái nào. Ôi giời ơi,
Tuyết nhanh thế, chậm chậm một tí thôi. Chậm chậm xí xíu thôi, em cho hàn băng trưởng vào mặt luôn ấy. Thì kêu con điêu thuyền này đứng đằng sau nhá. Từ tung chiêu 1 thôi. Chẳng cần chiêu 2 chiêu cuối cũng được. Mình cứ đứng đằng sau mình quất chiêu 1 thôi. Chiêu 2 với cả chiêu cuối mình lựa lời mà thời cơ mà thả chiêu thôi, chứ còn mình mà lao lên giao tranh là chết ngay tức khắc luôn ấy. Yếu không? Yếu đuối lắm. Mặc dù có được tăng thêm giáp vào đấy nhưng mà vẫn chả ăn thua đâu. Pháp sư mà. Ê, lôi em mà làm gì đấy? Này, đấy, có lồng đèn rồi đấy nhá. Đi về khoe bố mẹ đi nào. Về khoe bố mẹ đi, đúng rồi, đi về đi, đi về đi. À, lồng đèn mất rồi à? Đi thử gió thổi tắt nến rồi đúng không? Đấy, đi đi. Anh bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Trời ơi, đã cho lồng đèn rồi thế mà cuối cùng vẫn lôi vào. Này thì dính trưởng này, dính trưởng này. Ê, đừng bay ngay. Tại cái lôi kéo em vào con đường tội lỗi như thế. Em là thân gái yếu đuối mỏng manh làm gì đến nỗi nào. Chích nắc luôn. Phải thật. Đánh thế còn nó trâu thật đấy chứ. Mình quất chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối mà nó chả xi nhê, vẫn còn có khúc máu luôn. Chắc có lẽ do đồ mình mới lên được có mấy món, ít quá, không ăn thua. Rồi ok. Murat thì mình xanh lắm. Ái chà chà, đúng rồi, đụng vào Murat là coi chừng là đụng vào nó coi chừng là mù rất là rát luôn đấy nha. Coi chừng đấy. Nakro bên kia bạn ấy có vẻ như là thích đụng đối đầu với cả Murat nhỉ. Ngon. Chắc bạn ấy muốn mùi rát rồi. Khổ quá. Rồi. Sao. Hi, đóng băng một cái thôi. Đóng băng chiêu 2 chiêu cuối luôn. Đợt này thì anh ơi, anh chết rồi nhé, sướng chưa? Này lồng đèn đây, lồng đèn ra người đấy. Con hàng chưa? Hàn băng trưởng đấy. Trời ơi, đừng có nói. Đấy thì con này mình cứ đứng đằng sau mình cấu dỉa thôi, đừng có lao lên đằng trước, lao lên là chết ngay. Nhưng mà đứng đằng sau mà đứng làm sao mà đừng để bên kia nó nhìn thấy mình. Nó mà nhìn thấy mình một cái thì úi giời ơi, phê pha lắm. Đây, này hàn băng trưởng, hãy xem ta đây. Úi giời, đóng băng luôn kìa. Trời ơi, chiêu 1 chiêu cuối đâu hết rồi, chả có miếng nào. Rồi, ok. Hàn băng trưởng quá là phê luôn. Đây, đã có em ở đây rồi. Úi giời, anh thích đóng băng à. Đấy, tặng anh luôn. Nguyên cái hàn băng trưởng lồng đèn các kiểu luôn. Đấy, úi dồi, nhìn đùi sung quá, lao vào sụ đối phương. Nó đấm chơi chết là phải rồi. Rồi, hết mana mới đau chứ. Đấy, cái con này thì đến khi mà cuối trận này, cái chiêu 2 nó cũng hồi rất là nhanh. Đến khi ở cấp 10 năm thì nó hồi có 5 giây à. Có thể nói là hàn băng trưởng có mà liên tục vào mồm. Ê, bậy rồi, mém chết. Hi, ngon. Anh mà hổ báo là em giết anh luôn ấy, anh cũng em không có ngại gì đâu. Đấy. Đây thấy chưa, nhưng mà con này tốn mana kinh ấy. Ước gì có hai ba con bà nu ấy. Có hai cái con bà bù xanh ấy, đấy ngon lắm ạ. Hồi chiêu nhanh nữa, úi dồi ôi. Cứ 5 giây mà mình quất thôi. Ê. Chờ Nakaros đi trộm trụ kìa, xấu tính thế. Rồi, đây, có chuối. Hãy xem ta đây, lồng đèn ra người, ô, lồng đèn kia thơm chưa? Ai, bậy rồi, anh ơi, đừng. Anh ơi, anh gì ơi, anh Duy Béo ơi. Đấy, cho lồng đèn rồi đây. Chúng ta không thể với nhau, đi ra, đúng rồi, đi ra. Này thì đi ra này, ngon. Ê, Violet lại đẩy trộm trụ bên trên kìa. Ô, bên kia có vẻ như là mấy bạn bên nó chơi cũng dữ dằn quá ha. Đánh ghê thật đấy chứ, thua cả mười mấy mạng ấy. Đâu phải cả 20 mạng, 20 mấy mạng ấy. 23 mạng luôn mà vẫn cố gắng đẩy trụ kinh khủng thật đấy chứ. Ghê. Được. Mấy anh này, mấy chị bên kia chơi rất là tốt. Còn là có cái tinh thần chiến đấu bất khuất. Hay là kiểu như là thấy điêu thuyền xinh đẹp có lồng đèn cộng hàm tăng trưởng, thế là cứ muốn kéo dài thời gian để được tặng lồng đèn hoài, đúng không? Đúng rồi, làm sao mà thoát được, mình đoán là chỉ có chính xác thôi. Đây nào, làm sao? Úi dồi, trời ơi, sướng thế. Làm gì đấy anh lôi em vào làm gì đấy? Này thì lôi em vào này làm gì? Đóng băng này, hàn băng trưởng nó cũng mà vào mặt. Ê, đây
thích không này, thích ham bác trưởng, úi giời ơi, nở hoa liền luôn đấy chứ, ngại cái gì, nó đấm luôn đây, úi giời ơi, vãi cả trưởng này, chết chưa, chết à, yếu đuối thế nhở, không ngờ mình yếu đến vậy luôn đấy, đấy đóng băng rồi, úi giời, chiêu cuối tung trời luôn, mình không phải người hạ gục thì thế nào, úi giời ơi, sử dụng chiêu mạnh mẽ thế mà cuối cùng đây có em ở đây rồi, ôi giời ơi, cái con này nó tạo lớp giáp kia đau thế. Thôi chết em rồi, chết rồi. Chết anh em mình rồi. Vẫn may pha cuối cùng vẫn sử dụng được cái chiêu là hàn băng, nó đóng băng trưởng. Kinh quá. Bên kia mấy bạn ấy chơi gọi là lầy thật đấy chứ. Đúng là muốn thắng một trận rất là khó khăn. Đánh bạch kim đấy. Úi dồi ôi, khó khăn lắm. Đánh bạch kim bây giờ hiện tại đang là cao thủ nhá. Cao thủ có khi cả mấy chục sao ấy, ở trên cao thủ nó mới rớt xuống ấy. Nguy hiểm lắm, đánh toàn gặp thứ dữ thôi. Ê, anh ơi, hiệp sĩ đang gọi là đang tiêu diệt kinh công. Ái chà, hiệp sĩ đang tiêu diệt kinh công. Và anh sẽ làm gì đây? Anh sẽ đang diệt kinh công. Vâng, chiêu 2. Và anh Indu anh đang vẫn đang núp. Một gậy du béo. Đúng rồi, hay quá, một trưởng chết luôn. Anh Nakaros anh đang chuộm trụ trên này. Mình me là mình biết liền luôn ấy. Ôi, nó ăn nhanh quá. Đúng là khó khăn cực kỳ luôn ấy. Đấy, chênh lệch rất là nhiều mạng nhưng mà thắng một trận cũng rất là khó. Không bao giờ là đơn giản tí nào hết trơn ấy. Anh thích cái gì? Anh thích cái gì bay vào đây? Nào, á chà chà, lại không muốn đánh nhau à? Đấy, bây giờ thì mình sẽ lên cái món cuối cùng. Cái món nó có giáp nhá. Để xem nào. Con này khi mà chiêu cuối tăng 600 giáp luôn mà, kinh không? Nhưng mà người ta hất tung một cái choáng một cái là mất giáp ngay, là mất chiêu cuối ngay. Vì thế nên cũng chán thua mà đâu. Với lại khi mình sử dụng chiêu cuối, ai mà nó lại rốt gì mà nó lại lao vào cái chiêu cuối của mình cho nó bị đóng băng. Chủ yếu là mình sử dụng chúng chiêu 2 á, xong rồi mình bật chiêu cuối lên, nó tổn đao nó mới xuống. Chiêu 2, chiêu 1 liền luôn. Chiêu 2 cảm thấy chúng một phát chiêu 1, chiêu cuối liền luôn. Đố ở bên kia đỡ được. Cặp mấy tướng pháp sư AD là một hit. Nhưng mà mấy như con Crack này dính cả chiêu của mình nó có chết đâu. Chầu vãi cả trưởng ra. Ôi có lồng đèn đây rồi, lồng đèn ra người. Ok, đóng băng rồi. Ê, bậy rồi. Sao mà trâu thế nhỉ. Con Crack kia đánh như vậy nó chả ăn thua luôn. Ôi vãi cả trưởng. Ê, có em đây rồi. Đóng băng chết đi. Sao lại không ai đánh vậy, đóng băng dúng rồi mà. Trời ơi, dù béo anh ta đang hổ báo ở trên kia. Bây giờ thì mình sẽ quay lại nha. Anh ơi, em đến với anh đây. Mình đi đến nơi có biển vàng núi xanh. Anh với em đi con xe trồng trài. Úi trời ơi, đóng băng rồi nó lôi vào, nó hút chích cho. Đây. À, đừng có lôi em vào anh ơi. Úi dồi ôi, chích veo đâu rồi. Trời ơi, tiền đứng thứ 3 được có 8k. Thôi, chênh lệch bên kia hết 28 mạng luôn đấy. Kinh không? Mọi người thấy nó sợ không? Chính là hơn 28 mạng mà bên kia họ vẫn chưa có ý định gọi là bỏ cuộc ấy. Đúng là những người bị đứng chất nhất của đất. Đánh mà gọi là cố gắng đến hơi thở cuối cùng ấy chứ. Mình thấy nhiều trận tem của mình, úi dồi ôi, chết có 2-3 mạng à, đâu hàng. Vãi. Kia người ta mất cả trụ, còn mỗi cái trụ chính không à. Mất nguyên một đường giữa luôn mà tem họ vẫn chưa gọi ý định đầu hàng. Đâu phải như mấy cái tem tàu lao đâu. Đánh thì ít mà đầu hàng thì nhiều. Ok, mình đến đây. Em đến với mấy anh đây. Lồng đèn ra người ra xuất hiện rồi đây. Cố lên nào. 16 phút rồi đây mà vẫn chưa ăn thua. Cố lên. Hôm nay là ngày 13 rồi. Còn 2 ngày nữa là tới Trung Thu rồi. Ok, mọi người đã chuẩn bị gì chưa? Một ngày nữa chứ. Tối ngày 14 đúng không ra? Tối ngày 14 là Trung Thu phải không ra? Ok, nói chung là mình đi làm biết bao nhiêu năm rồi, năm nay là năm đầu tiên mình về quê. Để biết Trung Thu là cái gì chứ. Làm sao? Đóng băng này, hổ báo này. Nhưng mà Trung Thu thì mình cũng đâu có đi chơi đâu. Lớn to chả bá thế này, Trung Thu mới trung theo cái gì cũng biết được cái gì. Ok, đấy. À chà chà, ok, trận này chắc là team mình win đây rồi. Bây giờ chết hết 4 người luôn rồi còn đâu. Rồi, đóng băng luôn, ok, chút cuối chết hết quái luôn. Phê pha quá. Ok, vậy là trận đấu ngày hôm nay mình đi tặng lồng đèn đã kết thúc ở đây mất rồi. Ai chà chà, vẫn còn anh ta đang cố gắng gắng gượng à. Nhưng mà làm sao mà đánh được. Xe mình nó đông quá mà. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nha. Mình cũng dừng clip này thôi.
đấy thì đi tặng lồng đèn ở bên ngoài thì không có gọi là có cơ hội. Ok, vào game mình tặng lồng đèn cho mọi người. Đã được tặng lồng đèn còn cộng thêm cái hàn băng thập bát trưởng nữa. Úi trời ơi, phê pha lắm. Ok, mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đăng ký kênh của mình nhá. Tại vì kênh của mình hiện tại cũng đã được 85.000 sub rồi. Còn 15.000 sub nữa thôi thì mình sẽ chạm tay vào nút bạc. Mình cũng rất mong những bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với nha. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Mình xin dừng clip đây thôi. Ê, nhầm.